Thu Hiền chào mừng quý vị đã đến với bản tin cuối tuần 24/7 trên kênh FBNC. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin trong nước đáng chú ý trong tuần vừa qua. Tháng 8, CPI cả nước tăng do tác động của nhóm thuốc và dịch vụ y tế. Và xét kiến nghị Formosa có trách nhiệm với doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Nhưng trước hết sẽ là thông tin triển khai hệ thống công nhận văn bằng lẫn nhau giữa các nước trong khối ASEAN. Thực vị từ ngày 22 đến 24 tháng 8 vừa qua, thì các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế Trung ASEAN đã tổ chức buổi hội nghị triển khai bộ nguyên tắc thực hiện việc công nhận lẫn nhau giữa các nước đối với hệ thống văn bằng và chứng chỉ của người lao động trong khối ASEAN. Hội nghị diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Dựa trên bộ nguyên tắc này, thì các quốc gia trong khối sẽ thực hiện việc triển khai đối với 8 nhóm ngành nghề được tự do luân chuyển lao động trong các nước ASEAN trong thời gian tới đây. Cộng đồng Kinh tế Chung ASEAN gọi tắt là AEC chính thức được hình thành vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, một vấn đề mà các nước thành viên đang gặp phải chính là việc đến nay vẫn chưa có các hướng dẫn để có thể được sử dụng, xem xét công nhận trình độ các lao động ở các quốc gia khác. Vì vậy, việc công bố và thảo luận ở cấp độ khu vực các chiến lược cần thiết để triển khai bộ nguyên tắc trên của ASEAN lần này đã đạt được mục đích tạo ra các nền tảng cần thiết, làm tăng sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các hệ thống đào tạo, văn bằng dựa trên năng lực của từng quốc gia thành viên đang sử dụng. Đồng thời, bộ tài liệu này cũng đặt ra các nguyên tắc cho quá trình thực hiện công nhận kết quả đầu ra của các hệ thống đào tạo và các văn bằng chứng chỉ, theo hướng tiếp cận năng lực vốn đang được sử dụng ngày càng rộng rãi tại các quốc gia ASEAN. Dựa trên bộ nguyên tắc này, các quốc gia trong khối sẽ thực hiện việc triển khai đối với 8 ngành nghề được tự do lưu chuyển. Theo công bố mới nhất của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia gửi Bộ Y tế, thì có 6 trên 9 mẫu hải sản lấy tại tỉnh Hà Tĩnh trong tháng 8 được phát hiện dư lượng các chất độc như cyanua, phenol và dư lượng kim loại nặng vượt ngưỡng cho phép. Trong số 9 mẫu hải sản được lấy hôm 5 tháng 8 tại huyện Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, kết quả cho thấy hàm lượng kim loại nặng như thủy ngân, crom, arsen, chì, sắt trong các mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, dư lượng các chất độc như cyanua, phenol và dư lượng kim loại nặng là cadmi vượt ngưỡng cho phép. Trước đó, ngày 23 tháng 8, Cục An toàn Thực phẩm công bố chỉ có 1 trên 18 mẫu được kiểm nghiệm có dư lượng kim loại nặng vượt ngưỡng, đó là mẫu cá trạng buồn. Lý giải về sự bất nhất giữa các kết quả kiểm nghiệm, Cục An toàn Thực phẩm cho biết kết quả của Cục được tính đến ngày 19 tháng 8, còn kết quả của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia đến ngày 22 tháng 8, cơ quan này mới gửi tới, nên Cục chưa cập nhật về số liệu. Tính từ tháng 4 đến nay, nhiều kết quả kiểm tra hải sản ở 4 tỉnh miền Trung được công bố, nhưng có phần trái ngược nhau. Điều này khiến cho người dân cảm thấy lo lắng trước độ an toàn thực sự của hải sản tại các vùng bị ảnh hưởng. Cũng liên quan đến sự cố môi trường khiến hải sản chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung, vừa qua Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP đã có văn bản kiến nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương xem xét hỗ trợ doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản và ngư dân do những tác động nghiêm trọng mà sự cố đã gây ra. Trong 8 tháng đầu năm 2016, các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản ở khu vực này chỉ thu mua nguyên liệu đạt khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hoạt động của doanh nghiệp cũng bị giảm mạnh. Theo báo cáo của các doanh nghiệp, đến thời điểm giữa tháng 8/2016, ngư dân vẫn chưa đi đánh bắt trở lại, nên dự kiến các tháng cuối năm, nhiều công ty chế biến thủy sản sẽ ngừng hoạt động vì không còn nguyên liệu để sản xuất. Trong khi đó, công ty vẫn phải chi các khoản để giữ chân người lao động và các khoản chi trả cho các đối tác. Ngoài việc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sự cố môi trường đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của doanh nghiệp có nhà máy chế biến tại 4 tỉnh miền Trung. Nhiều hợp đồng thương mại quốc tế bị hủy bỏ, khiến doanh nghiệp bị thiệt hại rất lớn. Trước những ảnh hưởng trên, VASEP kiến nghị Chính phủ và các bộ có sự can thiệp đối với tập đoàn Formosa trong vấn đề có trách nhiệm đối với doanh nghiệp và người dân ở đây. Thực vị chỉ số giá tiêu dùng CPI của tháng 8 năm nay tăng vượt 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Khác với thường lệ thì CPI trong giai đoạn này của năm 2016 bị tác động mạnh bởi giá cả nhóm thuốc và dịch vụ y tế. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 năm 2016 đã tăng 2,57% so với cùng kỳ năm trước. Thay vì chịu tác động từ giá cả nhóm hàng giáo dục như mọi năm, CPI tháng 8 năm nay lại chịu tác động mạnh nhất đến từ nhóm thuốc và dịch vụ y tế. Theo đó, do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng lần thứ hai trong năm nay, theo công văn mà Bộ Y tế mới ban hành gần đây, nhóm thuốc và dịch vụ y tế đã tăng cao nhất với mức tăng hơn 6% so với tháng trước. Trong khi đó, tăng mạnh thứ hai trong tháng thuộc về nhóm giáo dục với mức tăng xấp xỉ 0,5%.
Ở chiều ngược lại, tháng 8 cũng là thời điểm giá các mặt hàng nhiên liệu tiếp tục kéo giảm liên tục trong thời gian qua. Giá cước vận tải hành khách bằng một số phương tiện như là ô tô, tàu thủy cũng giảm so với tháng trước. Ngoài ra, giá các mặt hàng lương thực như là lúa gạo cũng tiếp nối đà giảm giá do nguồn cung trong nước dồi dào, khi mà nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước và hoạt động xuất khẩu gạo vẫn trầm lắng. Các mặt hàng còn lại biến động nhẹ so với tháng trước. Để được hưởng quyền lợi tối đa, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người lao động nên đóng bảo hiểm dù đang thất nghiệp. Thông tin được đưa ra tại tọa đàm pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Từ cuối năm 2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định về mẫu thẻ bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, trong đó những người đã nộp bảo hiểm y tế trong 5 năm liên tục sẽ được ghi dòng chữ thời gian đủ 5 năm liên tục từ ngày. Thực tế hiện nay, đa phần người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tại nơi làm việc, khi nghỉ việc, họ bị yêu cầu trả thẻ bảo hiểm và dừng đóng bảo hiểm cho đến khi tìm được chỗ làm mới. Trao đổi với đại diện Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ý kiến cho rằng nếu bị gián đoạn vài tháng trong 5 năm đóng bảo hiểm mà người lao động bị mất quyền lợi hơn là không công bằng. Đại diện Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo quy định hiện nay, người lao động vẫn được hưởng quyền lợi của người đóng bảo hiểm 5 năm liên tục nếu ngừng đóng không quá 3 tháng. Tuy nhiên, vị đại diện này cũng khuyến cáo người lao động nên tiếp tục đóng bảo hiểm ngay cả khi thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi. Theo đó, người lao động có thể chọn cách đóng cho cơ quan cũ hoặc tham gia bảo hiểm tự nguyện. Thì có thể là khi mình chấm dứt hợp đồng lao động ở một cái đơn vị mà đơn vị người ta đề nghị phải trả thẻ lại hết rồi, thì tôi cũng đề nghị các chị nhanh chóng liên hệ ở địa phương là ủy ban nhân dân các phường xã để chúng ta tham gia tiếp bảo hiểm y tế tự nguyện để chi để đảm bảo được cái quyền lợi của mình, để sau này rủi ro mình có một cái bệnh gì đó mà cần đến cái chi phí khám chữa bệnh hoặc là điều trị bệnh mà nó lớn thì chúng ta cũng có một cái cố gắng là bảo hiểm y tế để chia sẻ với các anh chị. Theo quy định, những người được ghi dòng chữ thời gian đủ 5 năm liên tục trên thẻ bảo hiểm, nếu có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo. Chuyên mục mỗi tuần một con số, chúng tôi muốn đề cập đến con số 10,2 tỷ đô la Mỹ. Đây là nhu cầu vốn đầu tư cho ngành cấp thoát nước giai đoạn từ nay đến năm 2020, theo như một tính toán mới đây của Cục Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Bộ Xây dựng. Theo dự báo của Bộ Xây dựng, dân số đô thị đến năm 2020 có thể lên đến 44 triệu người. Tương ứng với đó là nhu cầu cấp nước cũng tăng lên gần 10 triệu mét khối mỗi ngày. Vì vậy, nhu cầu vốn để xây dựng các nhà máy nước mới và nâng cấp hệ thống hiện tại là 3,3 tỷ đô la Mỹ. Còn phần dành cho xây dựng thêm nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt cũng cần đến 6,9 tỷ đô la Mỹ. Hiện cả nước mới cung cấp được khoảng hơn 7 triệu mét khối nước sạch một ngày cho các đô thị, nhưng lại chịu thất thoát gần 1/4 trong số đó. Còn tỷ lệ thu gom và xử lý được nước thải đô thị cũng rất thấp, mới chỉ khoảng 12%. Và trong phần tiếp theo của bản tin 24/7 sẽ là những thông tin thế giới đáng chú ý trong tuần vừa qua và phần tổng hợp thị trường chứng khoán toàn cầu. Cảnh sát Thái Lan yêu cầu tài xế không chơi Pokemon Go nhằm tránh kẹt xe. Châu Á có thể tốn 20.000 tỷ của nền kinh tế vào năm 2030 do già hóa dân số.